Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát sóng trên truyền hình vệ tinh lúc 12 giờ trưa Việt Nam ngày 25 tháng 5 năm 2016. Linh Đan kính chào quý vị. Bài phát biểu của Tổng thống Mỹ truyền cảm hứng cho giới trẻ Việt Nam. Blogger Đoan Trang nói an ninh Việt Nam bảo ông Obama nói dối. Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận cho Việt Nam là hồi chuông cảnh tỉnh đối với Nga. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Tiếp tục chuyến thăm Việt Nam ngày 24 tháng 5, Tổng thống Barack Obama đã đề cập đến các chủ đề cả về nhân quyền lẫn phát triển kinh tế và lập luận rằng hai vấn đề này thường đi đôi với nhau. Jeff Custer ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Khánh An. Hồi sớm hôm nay, Tổng thống Obama đã gặp 6 thành viên xã hội dân sự và nói rằng có những lĩnh vực gây quan ngại đáng kể về quyền tự do chính trị và ông ca ngợi những người Việt Nam sẵn lòng lên tiếng. Tổng thống Hoa Kỳ khẳng định tiến bộ về nhân quyền cơ bản có thể dẫn tới tiến bộ về kinh tế. Rất khó đạt được những thành quả trong nền kinh tế hiện đại này nếu quý vị không khai phóng đầy đủ tiềm năng của dân chúng. Và tiềm năng của dân chúng một phần xuất phát từ khả năng tự diễn đạt và bày tỏ các ý kiến mới, tìm cách sửa sai những gì đang diễn ra trong xã hội. Do đó tôi hy vọng rằng chính phủ Việt Nam ngày càng nhìn thấy những tiến bộ to lớn mà đất nước đang đạt được, thêm tự tin rằng dân chúng trong nước muốn hợp tác với nhau, nhưng cũng muốn tụ hội và tham gia vào xã hội bằng những cách tốt đẹp cho tất cả mọi người về lâu về dài. Xế ngày hôm nay, Tổng thống Obama đọc một bài phát biểu về nhiều vấn đề tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội trước hơn 2.000 người, trong đó có một số giới chức chính phủ Việt Nam. Ông tiếp tục đề cập đến vấn đề rất nhạy cảm là nhân quyền. Khi có quyền tự do báo chí, khi các nhà báo và các blogger có quyền rọi một tia sáng vào sự bất công hay vi phạm, buộc các giới chức phải chịu trách nhiệm và xây dựng sự tin tưởng của công chúng rằng hệ thống có hiệu quả. Khi các ứng cử viên có thể ra tranh các chức vụ công cử và vận động một cách tự do và cử tri có thể chọn người lãnh đạo của chính mình trong các cuộc bầu cử tự do và công bằng, thì điều đó giúp cho các nước được ổn định hơn bởi vì các công dân biết rằng tiếng nói của họ có giá trị và có thể có sự thay đổi một cách ôn hòa và nó đưa vào hệ thống những người mới này. Vậy theo quan điểm của tôi, tôn trọng các quyền này không phải là một mối đe dọa cho sự ổn định, mà thực ra nó củng cố cho sự ổn định và là nền tảng của tiến bộ. Tổng thống Obama nêu ra rằng có nhiều nhà hoạt động khác được mời mà bị ngăn không được đến vì những lý do khác nhau. Đối với tổ chức phi chính phủ Human Rights Watch, các nhận định của Tổng thống và thông cáo chung ở Hà Nội chưa đi đủ xa. Phó Giám đốc đặc trách châu Á của Human Rights Watch, ông Phil Robertson nói, các nhận định của Tổng thống chưa đi đủ xa và ông phản đối việc ông Obama mô tả là đã có tiến bộ khiêm nhượng về nhân quyền ở Việt Nam, vì ông cho rằng đã có rất ít hoặc chưa có tiến bộ nào. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phát biểu trước cử tọa đa phần là những người trẻ tuổi ở Hà Nội hôm 24 tháng 5. Ông nói ông ý thức về quá khứ giữa hai nước nhưng tập trung vào tương lai, chú trọng tới thịnh vượng, an ninh, nhân phẩm và cùng nhau tiến về phía trước. Khoảng 2.200 người, phần lớn là sinh viên, đã dành cho Tổng thống Mỹ sự đón chào và ngưỡng mộ, có thể so sánh với những gì thường dành cho các ngôi sao điện ảnh hoặc âm nhạc. Bên cạnh những trải nghiệm đời thường, Tổng thống Mỹ nói ông tôn trọng lịch sử lâu đời của Việt Nam. Thể hiện ông nắm được tinh thần của người Việt, ông nêu ra hình ảnh cây tre và trích dẫn hai câu đầu trong bài thơ Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt. Ông đề cập đến một phần quan trọng trong lịch sử hai nước, đó là quan hệ Việt-Mỹ với những khúc ngoặt éo le từ năm 1945, khi Mỹ và những người kháng chiến Việt Nam là đồng minh của nhau cùng chống sự chiếm đóng của Nhật, rồi chiến tranh lạnh và nỗi sợ chủ nghĩa cộng sản đã làm hai nước trở thành đối thủ của nhau. Trong bài phát biểu dài gần 30 phút, Tổng thống Obama đề cập tới quan hệ đối tác toàn diện, kinh tế, đặc biệt là Hiệp định TPP mà Mỹ và Việt Nam là những thành viên ký kết. Hợp tác an ninh, cụ thể là an ninh hàng hải ở Biển Đông, biến đổi khí hậu và y tế. Ngoài các lĩnh vực hai nước nhất trí hợp tác, Tổng thống Mỹ nói quan hệ đối tác giữa hai nước bao gồm cả việc tiếp tục giải quyết những vấn đề còn bất đồng, trong đó có nhân quyền. Ông Obama chỉ ra rằng, chính hiến pháp mới của Việt Nam có các điều về đảm bảo tự do ngôn luận, báo chí và lập hội.
Ông nói theo cách nhìn của ông, các quyền này cũng như các quyền tự do ứng cử, bầu cử không phải là một mối đe dọa đối với ổn định, mà ngược lại củng cố cho sự ổn định là nền tảng của tiến bộ. Sau khi Tổng thống Obama kết thúc bài phát biểu, một số bạn trẻ đã chia sẻ với thông tín viên của VOA Việt ngữ về những suy nghĩ của họ. Nữ sinh viên Phạm Mỹ Duyên, Đại học Ngoại thương Hà Nội, nói về ấn tượng đối với bài phát biểu. Có lẽ là về vấn đề tự do ngôn luận và tự do báo chí. Tại vì trước khi đến đây thì em cũng không trông đợi là cái chủ đề này sẽ được nêu ra. Có lẽ là trước khi đến đây hoặc là cũng là trước khi mà được nghe những bài phát biểu của ông Obama thì em nghĩ là giới trẻ Việt Nam cũng còn ở một cái trạng thái rất là bị động, tức là chờ đợi vào chính quyền thay đổi, chờ đợi vào xã hội thay đổi và mình sẽ đi theo cái hướng thay đổi đấy để mình được lợi ích từ nó. Nhưng mà sau khi mà nghe bài phát biểu của ngài Obama thì ngài đã gợi ra một cái hướng đi khác, đấy là các bạn hãy tự đứng lên để làm chủ cái số phận của mình. Và các bạn đã sẽ là những người tiếp theo. Chính các bạn mới là những người thay đổi, chứ còn đừng chờ đợi cái sự thay đổi từ bất cứ ai khác. Thế là em nghĩ là nó là cái mà điều tích cực nhất mà đã tác động đến em ngày hôm nay. Nam sinh viên Nguyễn Sinh Hùng, Học viện Ngoại giao, cảm thấy được truyền cảm hứng về tương lai tích cực của quan hệ Việt-Mỹ. Và cái cảm hứng em thấy được nhiều nhất từ bài phát biểu này đó là chúng ta cùng nhau hợp tác và cùng nhau đóng lại những vết thương của chiến tranh và mở cửa hội nhập cùng với Mỹ. Thế hệ trẻ của Việt Nam, những người dưới 40 tuổi và sinh sau cuộc chiến giữa Mỹ và Việt Nam kết thúc vào năm 1975, chiếm đến khoảng 70% dân số. Khi những người trẻ tuổi có ấn tượng tích cực về nhà lãnh đạo hàng đầu của Mỹ và nước Mỹ, điều đó cũng sẽ tác động đến mối quan hệ giữa hai nước. Một nhà báo tự do ở Việt Nam cho biết an ninh trong nước thách thức bà đâm đơn kiện sau khi chặn bà tới gặp Tổng thống Barack Obama, đồng thời theo lời bà nói rằng người đứng đầu Nhà Trắng nói dối. Blogger Đoan Trang cho biết sau hơn một ngày bị giữ, bà được thả chiều 24 tháng 5, ít lâu sau khi Tổng thống Barack Obama có cuộc gặp với một số thành viên của xã hội dân sự Việt Nam. Bà Trang kể lại rằng một số người mặc thường phục tự xưng là từ Cục Bảo vệ An ninh Chính trị, Tổng cục An ninh của Bộ Công an đã giữ bà lại tại một nhà khách ở tỉnh Ninh Bình trong khi bà đang trên đường từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội để tới gặp Tổng thống Mỹ. Mọi người bây giờ hiểu là bắt để chặn được Obama nhưng mà họ thì không muốn nói như thế. Nhưng họ bảo là bắt để làm việc liên quan đến các tài liệu trên Facebook. Họ giữ đó là một đích khác nhưng họ cứ nói theo kiểu không phải là gì chuyện Obama. Lúc mà mình nói là chúng ta không phải những chuyện nhau này. Và tôi nghĩ rằng cái việc mà chặn một người đi gặp tổng thống nước khác là chuyện nó không được đúng với mặt ngoại giao và nó không đàng hoàng. Thì họ nói rằng là xin lỗi, chúng tôi không giữ chị là vì được Obama, chúng tôi giữ là vì làm việc Facebook. Họ còn nói rằng là chúng muốn kiện tụng thì cứ tự kiện. Họ còn nói thêm là thực ra cái việc gặp của Obama với cả cái khối các em thường lập là một sự dối trá của Obama. Theo những nguồn tin của phía họ thì trong lịch trình hoạt động của Obama ở Việt Nam thì không có cái màn nào là màn gặp các đại diện của khối các em thường lập cả. Trong khi đó, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho biết ông không có duyên với ông Obama sau khi sáng 24 tháng 5 bị các nhân viên an ninh Việt Nam quăng lên xe rồi đưa ra khỏi Hà Nội cho tới khi ông Obama rời thủ đô Việt Nam. Chính quyền Mỹ hôm 24 tháng 5 đã chính thức lên tiếng phản đối việc Việt Nam cản trở một số nhà hoạt động. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, ông Ben Ross, nói rằng Nhà Trắng và đích thân Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã nêu vấn đề này với phía Việt Nam. Quan chức thân cận với Tổng thống Obama nói rằng vụ việc cho thấy cuộc gặp là nguồn cơn gây khó chịu cho chính phủ Việt Nam. Ông Ross cho biết thêm rằng ông sẽ tiếp tục theo dõi để đảm bảo rằng các nhà hoạt động được tự do và không bị trừng phạt. Tới tối 24 tháng 5, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng chưa lên tiếng về tuyên bố của chính phủ Mỹ. VOA Việt ngữ cũng không thể liên lạc với cơ quan công an mà bà Trang nêu ra để phỏng vấn. Trong bài phát biểu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội hôm 24 tháng 5, Tổng thống Obama cũng nhắc tới vấn đề mà Việt Nam và Mỹ vẫn còn khác biệt, đó là nhân quyền. Người đứng đầu Nhà Trắng cho rằng việc cho phép người dân tự do bày tỏ ý kiến và tiếp cận thông tin chỉ làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Các chuyên gia nhận định Việt Nam có thể sẽ mua nhiều vũ khí tối tân của Hoa Kỳ, kể cả máy bay không người lái và chiến đấu cơ, để đương đầu với Trung Quốc sau khi lệnh cấm vận vũ khí sát thương được dỡ bỏ. Quyết định của Washington được cả Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang xác nhận hôm 23 tháng 5.
Giáo sư Vũ Hồng Lâm từ Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương ở Hawaii nhận định với VOA Việt ngữ rằng việc dỡ bỏ đó cho thấy niềm tin giữa Mỹ và Việt Nam đã tăng lên rất nhiều và giải tỏa nhiều những khúc mắc nghi ngờ từ phía Việt Nam. Ông cũng nói thêm rằng khi mua các khí tài từ Mỹ, Hà Nội có lẽ không nghĩ tới chuyện loại vũ khí nào sẽ làm cho Trung Quốc khó chịu. Để mà tăng cường cái khả năng phòng thủ của Việt Nam và đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông thì Việt Nam cần rất nhiều loại vũ khí, trong đó đặc biệt là những cái vũ khí như là những cái khí tài như là để mà kiểm soát và gọi là tiếng Anh là monitor đấy. Trinh sát. Vâng, monitor và surveillance cái khu vực biển ở đấy thì tôi nghĩ rằng là một trong số những cái vũ khí đó là máy bay trinh thám, kể cả máy bay không người lái, rồi thì những khí tài để mà cảnh giới từ xa, rồi thì radar, rồi thì tên lửa, rồi thì những vũ khí chống tàu ngầm, rồi tàu chiến, tôi nghĩ là rất là nhiều những cái vũ khí như vậy. Thế nhưng mà cái lệnh cấm vận này tôi không nghĩ rằng là nó sẽ ngay lập tức khiến cho Việt Nam sẽ mua rất là nhiều vũ khí từ phía Mỹ đâu. Chuyên gia gốc Việt này phản bác nhận định của một số nhà phân tích cho rằng việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí dẫn tới một cuộc tranh đua vũ trang trong các quốc gia có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Còn tiến sĩ Vũ Tường, chuyên gia nghiên cứu về chính trị Việt Nam ở Đại học Oregon, nhận định với VOA Việt ngữ rằng Mỹ có nhu cầu chiến lược để dỡ bỏ vũ khí cho Việt Nam. Ông nói thêm về khả năng Việt Nam sẽ mua vũ khí gì từ Mỹ. Việt Nam có nhu cầu những cái thiết bị hàng hải đó, và những cái thiết bị thám báo từ xa và sử dụng trên biển đó. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc cũng còn lâu thì Việt Nam mới mua được những thứ đó, tại vì là những thứ đó thì nó cũng không phải là dễ sử dụng, mà nó đòi hỏi cái sự đồng bộ và tương thích với những cái thiết bị khác đó. Hiện Việt Nam chưa tiết lộ sẽ mua vũ khí gì từ Mỹ, nhưng giới chức quân sự cấp cao của Mỹ từng được báo chí dẫn lời nói rằng hai quốc gia đang bàn thảo về các tàu tuần tra, các thiết bị trinh sát tình báo và có thể là cả một số vũ khí cho hạm đội mà Việt Nam chưa có. Việc Tổng thống Mỹ Barack Obama loan báo dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí kéo dài hàng chục năm qua đối với Việt Nam đang khiến nhiều người ngạc nhiên, không chỉ ở Trung Quốc, nước có tranh chấp với Việt Nam ở Biển Đông, thổi bùng căng thẳng quân sự, mà còn cả ở Nga. Lâu nay, Nga vẫn là nước cung cấp vũ khí hàng đầu cho Việt Nam, nhưng sự thống trị đó sẽ dần dần bị xói mòn khi thị trường được mở ra bằng những công ty buôn bán vũ khí của Mỹ bắt đầu nắm lấy cơ hội. Ông Alexander Gabuev, chủ tịch của chương trình Nga châu Á-Thái Bình Dương tại trung tâm Carnegie ở Moscow, nêu nhận định với VOA trong một email rằng việc này cuối cùng sẽ làm suy yếu sự thống trị của Nga trên thị trường Việt Nam, nhưng có phần chắc sẽ không có tác động nhanh chóng. Lệnh cấm bán vũ khí sát thương của Mỹ đối với Việt Nam được dỡ bỏ sau khi những thương vụ bán vũ khí phi sát thương được nới lỏng vào năm 2014. Tuy nhiên, mọi thương vụ vẫn phải được chính phủ Mỹ chấp thuận. Việt Nam đang tìm cách tăng cường lực lượng hải quân trong khi Trung Quốc củng cố sự hiện diện quân sự của mình quanh những đảo tranh chấp ở Biển Đông. Đến cuối năm nay, Nga dự kiến sẽ cung cấp tàu cuối cùng trong 6 tàu ngầm động cơ diesel lớp kilo cho Việt Nam. Hãng thông tấn chính thức của Nga TASS hôm 23 tháng 5 dẫn lời Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang, ông Anatoly Punchak, nói rằng việc dỡ bỏ lệnh cấm vận sẽ không ảnh hưởng đến nguồn vũ khí của Moscow cung cấp cho Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio, video của chúng tôi trên voatiengviet.com có thể xem dễ dàng khi dùng trình duyệt Opera, trang Facebook VOA Tiếng Việt, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Quý vị muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voabạnlambao@gmail.com. Linh Đan xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.